Đôi khi chúng ta không hiểu chính mình. Tuổi trẻ không hiểu lúc mình trẻ. Tuổi già không hiểu được lúc mình già. Tuổi già là lúc ta bình tâm nhìn lại, thì lại là lúc ta quên đi những điều cần nhớ. Chỉ là số ít người thôi, không nhiều lắm, nhưng thật là tai hại. Thế nên mới có chuyện để nói, để bàn, phải không các bạn? Nếu không có sự hiện diện của những người cao tuổi, chúng ta có thể quên rằng mình đang già đi. Những người cao tuổi là các vị ngôn sứ. Họ nhắc nhở chúng ta đều. Chúng ta thấy rõ ràng nơi họ đó là quá trình già đi mà tất cả mọi người đều đang trải qua. Nhiều người cao niên hiểu rằng tuổi già là một giai đoạn cần thiết trong cuộc đời con người già. Vì thế họ đón nhận tuổi già không chỉ trong sự thanh thản mà còn coi tuổi già là thời gian cung cấp những cơ may mới để trưởng thành và dấn thân. Số ít người xem tuổi già là một kinh nghiệm đau buồn và phản ứng gay gắt với thái độ từ cam chịu thụ động đến nổi loạn, loại bỏ và thất vọng. Phần đông nhân loại nhìn việc trở nên già nua với nỗi buồn bã. Họ chất chứa trong lòng mối ác cảm đối với việc trở nên già nua còn lớn hơn cả đối với chính cái chết nữa. Đây là những người trở nên bế tắc trong bản thân và tự đứng ra bên lề bởi vì không biết rằng lão hóa là một trong những tiến trình cốt yếu của thân phận làm người. Chối bỏ nó chỉ đem lại sự tai hại lớn lao. Mỗi người cần khám phá hay tái khám phá trong sự lão hóa của mình một cơ hội làm phong phú cho phẩm chất cuộc sống bản thân cũng như của những người khác. Sợ hãi nhìn thấy tuổi già là một phước ân, là tuổi đạt đến sự tròn đầy của cuộc đời làm người. Tất cả chúng ta đều đang già đi và sẽ hoàn tất cuộc đời của mình. Bước vào cõi đời này, chúng ta đã nhận biết bao ân huệ, tình yêu thương và sự chăm sóc thông qua ông bà, cha mẹ, vợ chồng, người thân, các thầy cô, anh chị em, bạn bè, kể cả những người chưa quen biết. Khi có thể tự mình đứng vững được và cảm thấy đầy tự tin, chúng ta đầy đủ để trở thành cha mẹ, ông bà, cụ lão để lại yêu thương, trao ban và chăm sóc cho các thế hệ kế tiếp. Cuộc sống yêu thương và trao ban đó vẫn tiếp tục khi chúng ta bước vào tuổi già, vì đó là tuổi của phước ân. Hãy cho đi vì ngày giải thoát của bạn đã gần kề. Được sống đến tuổi già là một quả báo không phải chỉ vì một số người có thể sống đến tuổi này, nhưng vì trước hết tuổi già cho chúng ta khả năng đánh giá quá khứ, để lại một kho tàng kinh nghiệm quý báu cho đời sau. Đó chính là đặc sủng của tuổi già, một lứa tuổi có nhân sinh quan tròn đầy. Cuộc sống của chúng ta bị thống trị bởi công việc, giải trí, bởi tính ích kỷ, ghen ghét, ham hưởng thụ, những phức tạp của các mối quan hệ trong gia đình và xã hội. Tuy nhiên, sau một chặng đường dài của cuộc đời, người cao niên đã vượt qua nghịch cảnh, sóng gió, thăng trầm, đã trở nên một con người giản dị, đơn sơ, thanh thản và trầm lắng hơn. Đời con cay đắng đã nhiều, hận thù danh lợi đốt thiêu cõi lòng. Hồn con mong mỏi sạch trong, mái chèo buông nhẹ theo dòng thuyền trôi. Hồn con thương để xa rời là niềm ân oán muôn đời ghét càng âm nhạc. Khi bạn trên tuổi 60, không còn nhìn thấy chướng tai gai mắt do lý giải đúng căn nguyên của mọi việc diễn ra xung quanh và thấu hiểu nhân tình thế thái nên dễ thông cảm và có thái độ khoan dung hơn. Nhìn sự việc không còn thấy bực mình khó chịu. Khi bạn trên tuổi 70, sẽ đạt đến tình trạng hoàn hảo về cách xử thế ở đời. Nói hay làm điều gì cũng thể hiện đúng với chủ tâm của lòng mình và không bao giờ vượt ra khỏi khuôn khổ. Bậc cao niên có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống cũng như về tâm linh. Bạn có thể đến với họ để tiếp thu các giá trị phong phú của người đã sống lâu năm trên cõi đời này. Những giá trị này bao gồm trách nhiệm, đức tin, tình bạn, tỉnh vô dị, lời khôn ngoan,
kiên nhẫn và cẩn trọng âm nhạc. Trong một thế giới ca tụng tuổi trẻ, sự kiện này làm cho chúng ta dừng lại để suy nghĩ về ảnh hưởng lớn của các vị cao niên. Cuối đời, vẫn sinh qua kết quả tràn đầy nhựa sống, cành lá xung xuê. Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi. Cứ hỏi ông bà của bạn, hỏi cha mẹ của mình, hoặc thỉnh các bậc lão thành, bậc lão niên. Họ sẽ nói cho nghe mọi thứ và bạn sẽ giật mình thảng thốt về những giá trị mà nó mang lại. Ô, trước đây vì sao ta lại không biết đến? Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều đau khổ. Đôi khi nỗi đau rất buốt, rất cay đắng. Đau khổ là phương thế dẫn chúng ta vào sâu trong bản năng của ý chí và sự nguyện cầu. Nhờ nguyện cầu, người già trở nên một người chiêm niệm. Một người già nằm trên giường bệnh nhờ nguyện cầu có thể ôm trọn toàn thể thế giới. Giường bệnh của họ vừa là cuộc sống vừa là bàn thờ. Nó như cánh cửa để người già bước vào thiên đường hay đối diện với cánh cửa địa ngục. Ý chí và nguyện cầu là sức mạnh của họ, là sự sống của họ. Qua nguyện cầu, họ có thể phá đổ bức tường cô đơn, vượt lên số phận đau buồn của mình và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của những người khác. Nói tới tuổi già là nói đến cái chết. Thế nhưng tâm trí con người không hiểu cái chết. Bạn đối diện nó với nỗi sợ hãi và bấp bênh, hay khiếp sợ tột cùng. Cái chết là một kẻ thù kinh khủng cho đến khi bạn học biết làm sao nó trở thành bằng hữu của mình. Cái chết thật đáng sợ nếu bạn không học cách đón nhận nó. Cái chết là sự vô lý nhất nếu bạn không nhìn rõ nó như là một sự thành toàn. Cái chết không phải là cùng đích của cuộc hành trình trên dương thế này của chúng ta, nhưng là cửa ngõ đi đến một nơi an lành hơn. Chính trong thiên đàng, nơi đó chúng ta được nghỉ ngơi mãi mãi. Mặc dù chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống, chúng ta sẽ sống một cuộc đời làm người một cách trân trọng và cẩn thận. Trong đó, việc yêu thương, trao ban và sống cuộc đời này một cách trưởng thành để làm nên một cái chết có giá trị. Bây giờ chúng ta nói về cuộc sống đời thực khi bản thân đã già đi. Khi bạn già thì phải hiểu về tuổi già để đối xử đúng với mình và hợp với con cái. Không ngược đãi bản thân cũng không tệ bạc với các con. Thời gian còn lại của bạn thì ngắn, thời gian con cái thì dài. Thế nên liệu mà cân nhắc cho dung hòa. Cái khó xử lúc về già liên quan đến tiền bạc và tài sản bàn giao cũng chưa chắc chia thế nào cho chúng hài lòng. Con nghèo thì không nói gì, để chia cho chúng nên sinh ra oán trách. Làm người giàu vô sản chịu thiệt thòi hơn người già tư bản, vì cuối đời mình chẳng tự lo được cho mình mà con cái cũng bỏ mặc. Người già tư bản buồn hơn người già vô sản vì có tiền tự lo cho mình nhưng con cái cũng rời xa. Tuổi cao, bạn hãy buông chuyện con cái. Ôi chuyện nhỏ buồn làm gì khi đã chấp nhận cả đời hy sinh vì con. Nay cuối đời đã đem chuyện nhỏ nhặt ra mà xét nét, bạn chỉ tự làm khổ mình vì những điều vụn vặt đó. Bạn giận mình và hối hận vì đã chia đất cho con, nay chúng quay đầu bỏ rơi bạn. Sao lại oán trách điều nghịch lý như thế? Cho nó hết. Cả cuộc đời còn không tiếc xá gì cái tài sản vô tri vô giác ấy cho con, chứ đâu phải là cho người dưng đâu mà tiếc rồi muốn đòi lại. Thế nên con cái nó phải thủ thế là chuyện đương nhiên. Cho con như sự ban ơn thì nhận lại là sự vô ơn của chúng. Nói nhỏ bạn nghe, tại bạn quá thương con nên mù quáng. Thay vì có hai cái nhà chỉ cho nó một cái thì có chuyện gì đâu. Nếu có một cái nhà thì cho nó phân nửa thôi, mọi việc sẽ êm. Chia đất cho nó thì cũng để dành cho mình một miếng. Mai này trăm tuổi già còn có chỗ mà chôn. Tiền bạc cho con thì cũng chừa cho mình một số tiết kiệm để tự sống.
thế mới là biết lo xa và tự chủ. Nếu không có gì hết thì khỏi cho, nó có trách thì mình nghe. Phần số là vậy, mạnh ai nấy lo, thế là xong. Và tự sống là còn tự trọng. Bạn nghĩ xem, mình sinh con để làm gì? Để nuôi nó lớn lên và xem nhau như kẻ thù hay sao? Cha mẹ giàu không khổ vì chuyện tiền bạc mà buồn vì chuyện khác. Cha mẹ nghèo đã buồn mà còn khổ đủ thứ. Vợ chồng trong gia mà cứ chống nạnh nhá, chuyện con cái, cuộc sống sẽ chẳng còn niềm vui. Hãy nhìn ra nửa dòng trái đất Âu Mỹ, người ta sinh con không mong chờ con trả hiếu, thế mà có ai chết vì điều đó đâu. Con cái lớn lên tự lập, không cần trả hiếu hay bận lòng vì cha mẹ, thế mà có ai thù oán vì nhau đâu. Cha mẹ là cha mẹ, đừng đặt mình ngang hàng với chúng kẻo chúng khinh thường. Làm người lớn phải cho đúng nghĩa. Hỡi xứ mình, giờ đây người ta sống thoáng, sinh ra nuôi dưỡng cho con thành đạt, cuối đời sống thanh thản và tự hào về con, thế là vui, không mong cầu chúng nuôi lại mình. Bậc làm cha mẹ luôn mong con mình hạnh phúc, dù ở dạng nào cũng được, miễn sao chúng sống thoải mái là tốt. Và không nên chi li tính toán nhỏ nhặt chỉ chuốc khổ vào thân. Bọn trẻ thế là nhẹ gánh mà vui sống, đôi khi còn cảm ơn cha mẹ hết lời. Muốn chúng có hiếu thì tạo cho chúng có điều kiện để trả hiếu, chúng sẽ hiếu dù ít hay nhiều. Con cái nghèo khổ đói ăn đối mặt, sao mà còn sức mà nghĩ đến ai ngoài bản thân chúng. Cha mẹ nghèo đã khổ, nay bị gán thêm cái tội là sinh ra những đứa con bất hiếu. Chửi con bất hiếu thì chúng càng xa lánh ta và trở nên bất hiếu hơn. Hãy đón nhận chúng bằng tình yêu thương như thuở ban đầu, mọi thứ sẽ dần tốt hơn. Về già, có đói ăn đối mặt gì đó thì cố gắng xoay sở mọi cách, túng thiếu tiền bạc thì vận dụng hết khả năng để sinh tồn. Có bệnh nhẹ thì lượng sức mà chăm lo, bệnh nặng hơn có tiền thì đi bệnh viện. Đã không tiền mà nhiều bệnh thì tùy duyên đời giúp, trời tính dùng cho. Không ai nỡ bỏ người già chết cô quạnh đâu mà sợ. Chết vào dù càng trống gian rền, cuối cùng cũng chỉ có quan tài dưới lòng đất lạnh. Con mèo dù đắp chiếu hiu quạnh cũng đi chung với người bạn giàu xuống diêm vương hội ngộ. Và ai cũng như ai, thế thì có gì phải buồn và tự oán. Nếu than thở ra trách hờn con cháu thì cũng không được theo ý mình, mà còn tội cái lỗ miệng. Nói xấu con là tự nói xấu mình, vì chúng là do mình sinh ra. Nếu chúng biết thương, biết lo cho cha mẹ thì sẽ lo, muốn báo hiếu thì sẽ hiếu. Chuyện này không bắt buộc được mà phải do tự tâm. Bất hiếu chuyện nhỏ như con thỏ, không đứa con nào muốn bất hiếu với người đã sinh ra chúng, ngoại trừ trường hợp dị biệt hoặc bất khả kháng. Con cái nhìn cha mẹ về già sống thanh thản, nhàn nhã, đủ ăn đủ mặc, chúng cũng nhẹ lo và cảm thấy hạnh phúc. Mình không lo xa cho tuổi già của mình, mấy chục năm làm việc để lúc cuối đời đói ăn đối mặt không lo được cho bản thân là do mình không biết phòng xa tích cốc. Cớ sao đầy đủ lỗi là vì lò đùi. Con cái chúng có hiếu thì phước báo ta có, chúng bất hiếu xem như ta thiếu phước. Sống bình đẳng là hay nhất. Ta lo cho con, ta nó lo cho con nó. Tuổi già hiểu rõ tuổi già thì không có gì phải buồn bã và ân hận. Giàu thì ta hưởng, nghèo thì ta cần cố gắng. Rất đơn giản như là mình đang giỡn vậy mà có nhiều người không chịu hiểu. Có tài sản để chia chác cho con là điều nên mừng. Chúng ta không sống đời để giữ tài sản, chỉ sợ bạn không có gì để lại cho con. Việc con cái tranh chấp đất đai là chuyện thường tình. Có thì mới tranh, không có thì lấy gì mà tranh. Chỉ là chấp thôi. Sắp xếp trước ngày ra đi để giao hết tài sản cho chúng là thoát đi gánh nặng.
còn bao nhiêu năm để sống đời thanh thản. Dù là ruột thịt nhưng chúng ta có đi chung với nhau hoài đâu. Hồi trẻ, khi bạn sinh chúng ra, bạn đã dồn hết tâm huyết vào đứa con. Khi già đi, chỉ vì không hài lòng về thái độ sống của chúng hoặc vì chút tiền của mà bạn lại ra sức công kích, chỉ trích, phá nát công trình của mình gây dựng. Hỏi có nên chăng? Suy cho cùng, cũng chỉ vì tiền bạc, vật chất mà phát sinh mâu thuẫn. Giàu có chuyện của giàu, nghèo có chuyện của nghèo. Có lẽ khi sống trong thiếu thốn, nghèo túng, người ta khó có điều kiện để làm tốt chữ hiếu. Người già nghe xong chuyện cơm áo gạo tiền của người nghèo sẽ phán một câu: cái bọn này, trẻ không lo, đến già thì ngồi than thân trách phận. Có thể đúng, đa số người nghèo vì chuyện cơm áo gạo tiền mà trở nên bẩn tính. Xã hội rất nhiều người nghèo nên họ đáng thương cần giúp đỡ hơn là đáng trách, vì họ đâu muốn thế. Bạn già ơi, xả hơi một tí bằng hai câu chuyện. Chuyện năm hết tuyệt vời, bạn nghĩ sao già phải hiểu già? Tuổi già mà không hiểu tuổi già thì sống vô nghĩa. Bạn phải có bản lĩnh của già. Bạn đâu phải là con nít nữa để mà mỗi chuyện cứ than vãn. Thế thì bạn sống qua 60, 70, 80 năm để làm gì mà lúc tuổi già cuộc sống lại còn tệ hơn lúc trẻ? Bạn không thể lo được cho mình thì ai lo cho bạn? Hãy nhìn vào những người già đang sống ung dung, thanh thản để cố gắng và luôn luôn cố gắng. Tuổi già là con đường đưa đến bóng tối hay là con đường đưa đến ánh sáng? Nó không được giải đáp đúng cho bất cứ ai, bởi vì câu trả lời nằm ở mỗi người chúng ta. Chúng ta sống không phải để chết, nhưng cho sự sống đời đời. Tuổi già là chặng cuối để tự khẳng định chính mình.